Thưa quý vị, ngày hôm nay Công an TP HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam để điều tra về tội nhận hối lộ. Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp đã phê chuẩn các quyết định và lệnh trên. Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình Công an TP HCM mở rộng điều tra vụ án môi giới hối lộ, đưa hối lộ, nhận hối lộ và giả mạo trong công tác xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm ở TP HCM, Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp và Bến Tre.